Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh thế giới lần thứ 3 đã chính thức bùng phát từ tháng Giêng năm 2020 bởi vũ khí sinh học của tàu cộng virus Vũ Hán đã lộ mặt rất rõ ràng là người lính đảm nhận vai trò xung kích tiên phong tấn công vào thế giới. Số nước bị dính đạn vì virus Vũ Hán đã tăng lên 200 nước, tức là khắp toàn bộ trên quả địa cầu này, tức chiến tranh đã lan rộng khắp địa cầu. Người bị trúng đạn virus tấn công đã lên đến con số 2 triệu người tính đến ngày hôm nay và còn sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới, tháng tới. Số người chết ngoài Trung Quốc đã lên đến hàng chục vạn. Nước bị dính đạn nhiều nhất, hơn nửa triệu người bị chết nhiều nhất, 20.000 người tính đến ngày hôm nay. Đó chính là nước Mỹ, đối thủ bị tấn công số 1 của tàu cộng Tập Cận Bình. Mục đích tung đại quân đoàn virus tấn công lên toàn thế giới, đó chính là tàu cộng đã nhằm vào mục tiêu tiêu diệt sinh lực của địch, bao gồm tiêu diệt người, của cải và khí tài quân sự. Virus Vũ Hán mới đảm nhận hai mục tiêu tiêu diệt người và của cải. Xét trên phương cách tiến hành chiến tranh thì thủ thuật này không có gì là mới. Chỉ có điều là khác với thông thường, khi mà chiến tranh đã diễn ra một thời gian thì dịch bệnh mới phát tác. Còn chiến tranh thế giới lần này, tàu cộng lại bắt đầu chiến tranh bằng vũ khí sinh học, lấy dịch bệnh làm phương cách tiến hành chiến tranh. Có thể nói cú tấn công bất ngờ này của tàu cộng rất có hiệu quả. Nó đã làm cho cả thế giới phải lao đao run sợ, người và của cải bị hại thê thảm. Người Trung Quốc đã rất hoan hỉ với chiến thắng ban đầu này, họ đã căng biểu ngữ, reo hò, ăn mừng chiến thắng. Hành động tiếp theo của tàu cộng mới đây là gì? Đương nhiên, trong khi phần còn lại của thế giới đang run sợ, đang phải gồng mình đối phó với dịch bệnh của tàu cộng, thì tàu cộng lại ra oai tắc quái nhằm phô trương sức mạnh bằng cách đem quân đi đánh chiếm một số nước trong khu vực, điển hình là Việt Nam. Nước Việt Nam trong đó có Biển Đông là mục tiêu số 1 được cho con chó đẻ tàu cộng phô trương sức mạnh. Tại sao lại là Việt Nam? Tôi đã nhiều lần nói rằng tại vì chiếm được Việt Nam lúc này là dễ nhất vì quan chức đã là tay sai của tàu cộng hết rồi. Hơn nữa, chiếm Việt Nam trong đó có Biển Đông để tạo đường làm bàn đạp tiến đánh và xâm chiếm các nước trong khu vực. Và sau đó là toàn thế giới, hoặc ít nhất sẽ biến Việt Nam thành bãi chiến trường để cho tàu cộng chống lại thế giới và Mỹ. Nếu trên đất liền chính quyền của Việt Nam vẫn một lòng quỵ lụy với tàu cộng thì tàu cộng sẽ không đem quân sang đánh chiếm. Nhưng nhất định tàu cộng sẽ đem quân chiếm trọn Biển Đông trong ngày 1, ngày 2. Đó là lý do ngày 30 tháng 3 năm 2020 một nhóm muốn thoát tàu đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc. Và ngày 2 tháng 4 năm 2020 còn gửi công hàm sang Trung Quốc phản đối tàu chiến Trung Quốc đâm chìm hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Đó cũng là lý do mà đến ba cơ quan của nước Mỹ. Thứ nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thứ hai là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thứ ba là Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ phản đối quyết liệt hành động này của Trung Cộng. Khi tôi đang viết bài thì đọc được tin trên Facebook Xuân Đăng, Đỗ Hùng, Gió Bay tổng hợp như sau. Đúng như nguồn tin mật báo và nhận định của tôi trưa nay, cách đây ít phút 11 tháng 4 năm 2020, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo một nhóm 6 tàu chiến của Trung Cộng do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đã vừa băng qua eo biển Marco ra Tây Thái Bình Dương. Nhóm tàu chiến của Trung Cộng bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh CV-16, tàu tiếp tế hậu cần tổng hợp Thiết 901, Hồ Luân Hô 6965 và hai tàu khu trục tiếp 052D Lữ Dương 3, Tây Ninh 177 và Quý Dương 119, hai tàu hộ vệ tiếp 054A Giang Khải 2, Nhật Chiếu 598 và Tảo Trang 542. Không loại trừ khả năng nhóm tàu chiến này sẽ vào Biển Đông trong thời gian tới, Hùng Gió Bay tổng hợp. Ôi chiến tranh, một biện pháp thanh lọc toàn loài người, thật là tàn độc. Sau đại dịch virus Vũ Hán của Trung Quốc, thế giới sẽ đồng lòng tập trung hỏi tội của tàu cộng.
Tôi hoàn toàn tin vào điều này. Hiện tại đã có rất nhiều cá nhân và tổ chức lên án khởi kiện Tàu Cộng. Tàu Cộng không những bị cô lập về các quan hệ nói chung mà còn phải chịu vũ khí nóng của thế giới bắn vào đầu. Tàu Cộng sẽ bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi. Cộng sản Việt Nam, đứa con hoang của Cộng sản Tàu Cộng, biết rất rõ điều này và ngay lập tức quay mặt thực hiện bước chạy thoát thân đầu tiên, đó là gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. Có một số người nghi ngờ nhưng công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020 là có thật và chỉ đóng dấu quốc huy, không có chữ ký, là đúng theo thông lệ quốc tế. Có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức có công hàm gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách 9 đoạn của Tàu Cộng và khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Trong đó có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và của tất cả Biển Đông của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo văn bản này đến tất cả các thành viên trong tổ chức này. Tôi dám chắc rằng những người soạn ra công hàm này đã quyết định gửi công hàm này đến Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, mục đích là để đánh dấu sự kiện ngày Việt Nam quyết định đòi chủ quyền trên Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, sau tròn 46 năm bị Tàu Cộng chiếm giữ trái phép. Với hệ thống tình báo dày đặc và đám tay sai lúc nhúc tại Việt Nam, Tàu Cộng hẳn cũng nắm được tin tức có nhóm soạn thảo ra công hàm này. Vì vậy, để răn đe, ngăn cản Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, Tàu Cộng đã gia tăng các hoạt động trên Biển Đông bằng cách chuyên chở nhiều vũ khí, khí quân sự bằng máy bay và ra các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã tồn tạo, chiếm giữ từ các đảo của Việt Nam. Và khi không thể ngăn được nữa, ngày 2 tháng 4 năm 2020, Tàu Cộng trả đũa tức thì bằng cách dùng tàu chiến đâm chìm hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, Việt Nam, đồng thời lên giọng vu cáo Việt Nam xâm phạm lãnh hải của Tàu Cộng. Ngẫm sâu một tí, tôi cho rằng để ra và gửi được công hàm này lên Liên Hợp Quốc hẳn đã diễn ra một cuộc đấu tranh nội bộ căng thẳng của giới chóc bu Cộng sản cầm quyền Việt Nam. Họ là ai hay nhóm người nào chưa có thông tin nào tiết lộ, nhưng tôi đã đoán chắc chủ trì hẳn phải có đồng hương của Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Xuân Phúc và đồng hương của Nguyễn Vũ Bình là Phạm Bình Minh. Còn lực lượng cản nó là ai? Đương nhiên cầm đầu vẫn là Nguyễn Phú Trọng và phần nhiều các ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng trước áp lực, ngày sụp đổ của Tàu Cộng đã lộ rõ, và đặc biệt là Tàu Cộng lại muốn Việt Nam phải thần phục toàn diện, tức giao lãnh thổ cho người Việt Nam, cho người Tàu Cộng quản lý để Tàu Cộng sử dụng làm chiến trường chống lại thế giới, đứng đầu là Mỹ. Nên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân và phe phái Quỵ Tàu buộc phải ngoảnh mặt làm ngơ, tức lặn mất tăm trong 2 tháng qua để cho nhóm muốn thoát chung gửi công hàm này lên Hiệp Quốc nhằm tránh đi sự hỏi tội bất trung từ quan thầy của chúng ở Trung Nam Hải. Vì sao lại có sự trở mặt ngay từ lúc này mà không đợi đến lúc Tàu Cộng sụp đổ? Tôi đã rất nhiều lần nói rằng chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam sẽ phải sụp đổ khi mà chế độ độc tài của Trung Cộng sụp đổ. Nhưng thực tế thì chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ trước Tàu Cộng, vì với bản chất lưu manh cháo trợ cơ hội, khi ngửi thấy mùi Cộng sản Tàu Cộng sụp đổ thì Cộng sản Việt Nam sẽ bỏ của chạy lấy người ngay lập tức trước khi chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc thực sự sụp đổ. Hệ quả từ sự sụp đổ của Cộng sản cầm quyền sẽ hình thành nên một xã hội nào? Tôi cũng đã nhiều lần nói rằng bất kỳ một sự thay đổi nào đủ lớn nào từ Cộng sản Việt Nam cũng đều dẫn đến dân chủ cho Việt Nam. Ngay cả việc thoát được Tàu Cộng cũng là đủ để bản lề cho công cuộc hình thành nền dân chủ Việt Nam. Vì rằng dân chúng đã quá căm thù Cộng sản, vì rằng tự do là bản năng của con người. Người dân Việt Nam do sợ nên không dám thực hiện quyền dân chủ của mình đó thôi. Và khi thể chế độc tài bị sụp đổ thì chỉ có dân chủ mới giúp mọi tầng lớp người bảo vệ được mình và tài sản của mình. Đó là lý do mà người Việt Nam, trong đó có tôi, không đọc hay thích nghe ai rao giảng về dân chủ và rằng phải đợi cho dân biết về dân chủ thì mới dẫn đến sự sụp đổ của Cộng sản. Với lý do đó, tôi hoan nghênh nhóm Cộng sản Việt Nam đã đặt được một đinh ốc cho công cuộc thoát Tàu Cộng trong nay mai.
Lưu manh tráo trở cơ hội cũng không phải là tất cả mọi điều đều bỏ đi. Việc thoát tàu cộng là một trong những việc to lớn, một sự nghiệp vĩ đại cần đến chí dũng, sự hy sinh và đặc biệt cần phải có điểm tựa chắc chắn. Điểm tựa đó là dân, là các lực lượng tự do dân chủ trên toàn thế giới, trong đó không thể không có liên minh toàn diện với Hoa Kỳ. Có một điểm tựa chắc chắn thì việc thoát tàu cộng trong tình thế sau dịch virus Vũ Hán Trung Cộng sẽ dễ dàng như trở lòng bàn tay. Chúc người Cộng sản đang hành sự thoát tàu gặt hái được nhiều thành công mỹ mãn. Việt Nam gửi công hàm, nhưng Việt Nam có dám kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế hay không? Công hàm mà Việt Nam vừa gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối Trung Quốc trên Biển Đông có điểm mới chưa từng có từ trước. Động thái này không chỉ rõ ràng mà còn rất mạnh mẽ, theo bình luận của một số nhà quan sát. Hôm 13 tháng 4 năm 2020, từ góc độ quan sát chính trị và an ninh, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, IS, đưa ra nhận định, công hàm ngày 30 tháng 3 của Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc New York một lần nữa bác bỏ tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc khi Trung Cộng lấy tuyên bố phi pháp đó để phản bác công hàm của Malaysia và công hàm của Philippines gửi lên Liên Hợp Quốc trước đó. Trung Quốc đang lợi dụng tình hình cả thế giới phải căng mình chống dịch Vũ Hán để đẩy mạnh các hoạt động phi pháp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, hòng làm thay đổi cấu trúc an ninh, trạng thái địa chính trị, địa chiến lược, tiếp tục khẳng định chủ quyền phi pháp tại Biển Đông, đe dọa các nước trong khu vực. Về mặt phản ứng quốc tế, khu vực, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận tiếp. Sau sự kiện Trung Quốc cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ, nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên án hành động của Trung Cộng, tái khẳng định sự ủng hộ đối với Việt Nam trong việc bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, Philippines, Malaysia và phản đối Bắc Kinh để tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam. Quad là nhóm 4 nước đang nỗ lực hành động để góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhóm này có sự đóng góp lớn từ Mỹ, Nhật. Quad cùng với một nỗ lực khác của Mỹ, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, coi Trung Quốc là nguồn cơn của những nguy cơ an ninh nhất ở khu vực. Các hành động cụ thể của Quad đã và sẽ được phối hợp với hành động của Mỹ ở Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Mỹ không bỏ qua bất kỳ kế hoạch hay cơ hội nào để giúp duy trì an ninh khu vực, quản trị các nguy cơ do Bắc Kinh mang lại. Mỹ vẫn tiếp tục tuần tra tự do hàng hải, trong đó có tuần tra ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã tiến hành tập trận ở Biển Đông với máy bay săn ngầm và tàu ngầm. Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông để cho máy bay săn ngầm Y-8 hạ cánh xuống một đảo nhân tạo ở Trường Sa, đẩy mạnh tập trận trên Biển Đông. Liên tiếp những ngày gần đây, các thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông. Hôm 11 tháng 4, thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Arkansas Tom Cotton đã đưa ra thông cáo về việc tàu hải cảnh của Trung Cộng đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc tấn công các ngư dân để thực thi các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông. Mỹ đứng về phía đồng minh và các đối tác của mình tại biển Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bảo vệ công dân và chủ quyền của họ khỏi sự hung hăng của Trung Quốc, ông Tom Cotton nói trong bản thông cáo. Ông Cotton là thượng nghị sĩ Mỹ thứ 5 lên tiếng về việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và triển khai máy bay quân sự ở Biển Đông. Các thượng nghị sĩ đã lên tiếng trước đó bao gồm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ông Jim Rich, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ông Bob Menzies, Chủ tịch của Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ông Cory Gardner, thành viên cấp cao của Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ông S. Markey. Thông tin về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam và các hoạt động khác của Trung Quốc trên các thực thể được cải tạo trái phép trên Biển Đông là rất đáng lo ngại, ông Rich tuyên bố. Ngoài ra, Chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nhấn mạnh đây là những ví dụ mới nhất về việc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền trên biển,
quá đáng của mình. Theo ông Rich, Trung Quốc đang cản trở sự ổn định khu vực tại thời điểm cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để đối phó với đại dịch virus Vũ Hán. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Melendez chỉ trích Trung Quốc tiếp tục cách hành xử gây hấn và gây chia rẽ ở Biển Đông và nhấn mạnh mọi quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được tự do, không bị cưỡng ép trong một khu vực được quản trị bởi luật pháp, các quy chuẩn và thể chế quốc tế. Ông Garner lên án về hành vi của tàu hải cảnh Trung Quốc và cho rằng đây là sự vi phạm trắng trợn của luật pháp quốc tế. Ông Garner kêu gọi chính quyền Mỹ lên tiếng trước các hành động của Trung Quốc và tiếp tục tái khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Thượng nghị sĩ Markey cho rằng Mỹ cần tiếp tục hỗ trợ các đối tác và đồng minh khu vực của mình bảo vệ tự do hàng hải, dòng chảy thương mại tự do và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Trước đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên án tàu hải cảnh Trung Quốc đã là thủ phạm đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác bảo vệ tự do hàng hải. Theo nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, thì Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc, cụ thể gồm có 5 điểm chính. Thứ nhất, chủ quyền hai đảo Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam và Nam Sa tức là Trường Sa của Việt Nam. Thứ hai là vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại Hoàng Sa và Trường Sa phải được xác định theo điều 121 khoản 3 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Thứ ba là các nhóm đảo ở Biển Đông bao gồm có Hoàng Sa và Trường Sa không có đường cơ sở vẽ bằng cách nối điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Bốn là các bãi chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Thứ năm là Việt Nam phản đối yêu sách Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại Công ước, trong đó có yêu sách quyền lịch sử. Các yêu sách này đều không có giá trị pháp lý. Việc phản đối như vậy là cần thiết bởi vì trước luật pháp quốc tế, sự im lặng của một quốc gia trước một số vấn đề đòi hỏi quốc gia phải lên tiếng được xem là sự đồng thuận ám thị. Ông Trương Nhân Tuấn cho biết, về mặt pháp lý, công pháp quốc tế về luật biển, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ của Việt Nam, cuối tuần qua nhận định trong công hàm này có một nội dung rất là mới, quan trọng là khẳng định Công ước Luật Biển UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất để xác định phạm vi các vùng biển thuộc về quyền một quốc gia trên biển. Điều 121 khoản 3 xác định những đảo mà không thích hợp cho con người ở và không có đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa 200 hải lý như Công ước Luật Biển quy định, mà chỉ có tối đa 12 hải lý mà thôi. Những bãi cạn lúc chìm lúc nổi hoặc hoàn toàn chìm thì không phải là đối tượng của quyền thủ đắc lãnh thổ. Trung Quốc cố tình giải thích áp dụng sai công ước, họ đã vạch đường cơ sở của quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa vào năm 1996, rồi tiếp tục làm điều đó với Nam Sa, tức là Trường Sa, là hoàn toàn sai. Họ còn nói chủ quyền lịch sử của Trung Quốc nằm trong đường lưỡi bò hay bản đồ đường 9 đoạn cũng là hoàn toàn sai. Đây chính là luận điểm quan trọng để đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế. Vậy Việt Nam lâu nay không kiện để đòi lại chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, v.v. Về nguyên tắc, Việt Nam sẵn sàng nhưng chưa quyết định làm vào thời điểm nào cho có lợi và có hiệu quả nhất. Cho nên sau công hàm này, Việt Nam sẽ có những bước tiến mới để mà đấu tranh pháp lý cao hơn. Trên trang mạng Công pháp quốc tế từ Việt Nam, có một số nhà nghiên cứu luật quốc tế bình luận về công hàm của Việt Nam và động thái xuất hiện công hàm này. Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang hôm 9 tháng 4 viết, chuỗi sự kiện này đã cho thấy sự diễn biến tích cực trong các tranh chấp tại Biển Đông. Thứ nhất, nó chỉ ra rằng gần như có một sự phối hợp giữa ba quốc gia ASEAN, Malaysia, Philippines và Việt Nam trong việc sử dụng Công ước Luật Biển UNCLOS 1982 chống lại yêu sách phi pháp của Trung Cộng tại Biển Đông. Khi Kuala Lumpur mở đầu cuộc tranh biện, Bắc Kinh đã liên tục phản đối Manila và Hà Nội lần lượt vào cuộc và trực tiếp bác bỏ các lập luận này. Điều này cũng cho thấy sự đơn độc của Trung Cộng trong cuộc chiến pháp lý với các quốc gia ở ASEAN.
Thứ hai, việc Philippines bắt đầu sử dụng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế để phản bác lại Trung Quốc ở một số diễn đàn quốc tế quan trọng là Liên Hợp Quốc cho thấy điểm sáng ở trong cuộc tranh chấp dài dẳng và phức tạp trong khu vực. Phán quyết này không những đã loại bỏ sự tồn tại pháp lý của đường chín đoạn mà còn giúp thu hẹp các vùng biển chồng lấn tại khu vực Trường Sa, từ đó mở ra cơ hội hợp tác tích cực cho các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, phán quyết còn là đưa ra cơ sở pháp lý chính thống để căn cứ vào đó để giải quyết các tranh chấp còn lại trên biển. Và thứ ba, đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra các quan điểm chi tiết thực trực tiếp và rõ ràng về các thực thể tại Biển Đông. Đây là một chỉ dấu quan trọng trong chuỗi các thủ tục khi tiến hành sử dụng các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó có tòa trọng tài tương tự như tòa trọng tài trong vụ kiện Philippines và Trung Quốc. Cũng trên trang này, nhà nghiên cứu Trần H.G. Minh, giảng viên của khoa luật quốc tế Học viện Ngoại giao bình luận Việt Nam lần đầu tiên thể hiện rõ ràng quan điểm của mình về một số vấn đề pháp lý quan trọng ở Biển Đông. Mặc dù không rõ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông, các quan điểm này trùng hợp với quan điểm của Tòa trọng tài. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thể hiện quan điểm rất rõ ràng và cụ thể về các vấn đề pháp lý thực chất trên Biển Đông. Với việc đưa ra quan điểm pháp lý rất rõ ràng và cụ thể, Việt Nam đang dần thể hiện cho cộng đồng quốc tế thấy cam kết nghiêm túc của Việt Nam đối với luật pháp quốc tế và với một trật tự dựa trên luật lệ trong quan hệ quốc tế nói chung. Nói riêng với tranh chấp Biển Đông, Việt Nam có thể thể hiện rõ vai trò nền tảng của pháp luật quốc tế như đã xuất phát điểm cho tiến trình giải quyết tranh chấp và là cơ sở pháp lý duy nhất cho mọi giải pháp và Việt Nam khả dĩ chấp nhận. Nhà nghiên cứu Trần Minh, giảng viên khoa luật quốc tế Học viện Ngoại giao nhận định. Trở lại với tình hình diễn biến ở Biển Đông, tại thời điểm này tiến sĩ Hà Hoàng Hợp hôm 13 tháng 4 đưa ra bình luận và dự báo. Có thể nói Việt Nam đang theo dõi tình hình rất sâu sát, chắc chắn, không để bị động, bất ngờ. Trong khi cả thế giới đang phải căng mình chống lại đại dịch Vũ Hán, việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động ở Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch để tạo các lợi thế chiến lược. Việc Trung Quốc điều tàu chiến, tàu sân bay cùng với các tàu thăm dò địa chất hướng vào Biển Đông lúc này cho thấy một phần các kế hoạch của Trung Quốc. Tình hình sẽ sớm trở nên rõ ràng, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IS nhận định. Tại thời điểm hiện nay, khi mà đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi, các tàu sân bay và chiến hạm Mỹ cùng với đồng minh đang phải đương đầu với sự lây lan của loại bệnh nguy hiểm này từ Trung Quốc tràn sang, nó sẽ hạn chế khả năng tác chiến khi có biến cố bất ngờ trên Biển Đông. Sau khi Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối Trung Quốc ở Biển Đông, thì nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ có những đối sách áp chế Việt Nam mạnh tay hơn nữa. Mọi việc đều có thể xảy ra và quân đội Việt Nam phải chuẩn bị cho tình huống bất ngờ nhất có thể xảy ra. Tổng thống Trung ngừng cấp ngân quỹ cho WHO, Trung Quốc phản ứng gay gắt. Tổng thống Donald Trump hôm 15 tháng 4 tuyên bố ngừng cấp ngân quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO dẫn tới phản ứng của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Trong bối cảnh số người chết vì virus corona gia tăng trên toàn thế giới, theo Reuters, ông Trump nói rằng tổ chức có trụ sở ở Geneva đã thúc đẩy việc Trung Quốc đưa tin sai về virus dẫn đến việc đại dịch có thể đã lan rộng hơn. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng WHO đã không điều tra các tin tức đáng tin cậy từ các nguồn tin của tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc, nơi virus xuất hiện đầu tiên, vốn trái ngược với thông tin của Bắc Kinh về việc lây lan cũng như lặp lại như con vẹt công khai ủng hộ ý kiến cho rằng việc lây bệnh từ người sang người không xảy ra. WHO hiện chưa có phản ứng tức thời về các chỉ trích và việc ngừng cung cấp ngân quỹ cho ông Trump. Tới ngày 15 tháng 4, gần 2 triệu người trên thế giới đã phải nhiễm bệnh và hơn 124.000 người đã tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái, theo Reuters. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony nói rằng giờ không phải là lúc để cắt giảm nguồn lực cho WHO mà phải đoàn kết,
và nỗ lực cùng nhau chặn đứng đại dịch này. Hoa Kỳ là nước tài phán lớn nhất cho WHO, đóng góp 400 triệu đô la một năm trong năm 2019, tức khoảng 15% ngân quỹ của tổ chức này. Theo Reuters, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng WHO đóng vai trò quan trọng để xử lý đại dịch. Trung Quốc hôm 15 tháng 4 kêu gọi Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với WHO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói rằng đại dịch đang ở giai đoạn sống còn và quyết định của Washington tác động tới toàn thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông thông cảm với những lời chỉ trích của ông Trung nhắm vào WHO, đặc biệt là sự hậu thuẫn không thể tin nổi của tổ chức này đối với việc mở cửa trở lại các chợ bán động vật sống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Morrison nói rằng WHO thực hiện các công việc quan trọng và sau Australia làm việc chặt chẽ với tổ chức này. Theo Reuters, ông John Sauer, người từng lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài M16 của Anh, nói rằng Trung Quốc che giấu các thông tin quan trọng về đại dịch virus Vũ Hán và cần phải truy cứu trách nhiệm cho Trung Quốc chứ không phải là WHO. Đại dịch virus Vũ Hán sáng ngày 16 tháng 4, Mỹ Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9 tháng 5. Mỹ ghi nhận thêm 2.396 người chết do virus Vũ Hán chỉ trong một ngày. Còn ở Pháp, con số này lên 1.438 người. Đức cho biết sẽ duy trì các biện pháp giãn cách xã hội tới ngày 3 tháng 5. Còn Nga đang xem xét khả năng hủy duyệt binh ngày 9 tháng 5 tới. Theo số liệu cập nhật của trang worldometers.info, lúc 6 giờ 5 phút giờ Việt Nam ngày 16 tháng 4, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 2.396 ca tử vong do virus Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong lên 28.443 ca. Đây là mức tăng tử vong trong một ngày kỷ lục ở Mỹ tới nay. Trong khi đó, số ca nhiễm ở Mỹ tăng thêm 27.927 ca, lên tổng số 641.813 ca. Dù số ca tử vong tăng, Tổng thống Donald Trump cho biết số ca nhiễm mới tại nhiều nơi khắp nước Mỹ đã thấp đi và dữ liệu cho thấy Mỹ đã băng qua được đỉnh dịch xét về số ca nhiễm mới. Thống đốc New York vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy. Bang New York của Mỹ ngày 15 tháng 4 đã ghi nhận thêm 752 ca tử vong do virus Vũ Hán, thấp hơn một chút so với con số 778 ca của ngày 14 tháng 4, cho thấy số ca tử vong mỗi ngày ở bang này dường như đang theo đà phẳng, không tăng đột ngột cũng như ngày trước. Tổng số ca tử vong do virus Vũ Hán ở bang này lên số 11.586 người. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết vẫn có thêm 2.000 người phải nhập viện do mắc virus Vũ Hán, cho thấy chúng ta còn ở trong khu rừng, ý chí hiểm nguy, theo báo Guardian. Virus Vũ Hán vẫn là một cuộc khủng hoảng y tế công lạ thường và chúng ta đang mất đi nhiều người ở New York mỗi ngày do dịch bệnh này. Mỗi người New York mất đi là mỗi mất mát đau lòng, ông Cuomo nói. Dịch kết thúc khi chúng ta có vaccine, ông Cuomo đánh giá và nhấn mạnh quá trình phát triển được vaccine và có thể mất thêm cả năm hơn. Thống đốc Cuomo nói thêm bang New York đã thực hiện hơn 500.000 xét nghiệm virus Vũ Hán, nhiều hơn bất kỳ bang nào của Mỹ. Pháp ghi nhận số ca tử vong kỷ lục. Bộ Y tế Pháp ngày 15 tháng 4 cho biết số ca tử vong vì virus Vũ Hán ở Pháp đã tăng lên 1.438 ca, lên tổng số 17.167 ca. Đây là mức tăng ca tử vong nhiều nhất trong một ngày ở Pháp. Nguyên nhân là vì các viện dưỡng lão của Pháp cộng dồn số ca tử vong không được báo cáo do lễ phục sinh vào cuối tuần kéo dài 3 ngày. Trong đó, số ca tử vong trong bệnh viện tăng 514 ít nhất, ít hơn con số 541 của ngày 14 tháng 4, nhưng số ca tử vong bên trong viện dưỡng lão đã tăng thêm 924, nhiều hơn con số 221 của ngày 14 tháng 4. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 4.560 ca, lên tổng số 147.863 ca. Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp
Jerome Solomon nói rằng đại dịch virus Vũ Hán vẫn còn hoạt động mạnh và kêu gọi người dân Pháp tuân thủ nghiêm túc các biện pháp chống dịch. Đức duy trì các biện pháp giãn cách xã hội tới ngày 3 tháng 5. Ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến của các bang ở Đức đã họp trực tuyến và nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên, một số cửa hàng sẽ được phép mở lại từ đầu tuần tới, còn các trường học ở Đức sẽ mở lại từ ngày 4 tháng 5. Thủ tướng Merkel cũng đã khuyên người dân đeo khẩu trang trong khi xuất hiện ở nơi công cộng và ở các cửa hàng. Các cựu binh Nga thúc đẩy Putin hủy duyệt binh. Ngày 15 tháng 4, các cựu binh Nga đã thúc giục của Tổng thống Putin hoãn duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng lần thứ 75 do mối đe dọa của COVID-19 với những người tham gia, theo hãng tin AFP. Cho đến nay, Nga vẫn chưa tuyên bố từ bỏ kế hoạch tổ chức duyệt binh quy mô lớn với hàng ngàn binh sĩ dự kiến sẽ đi qua quảng trường đỏ vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Những người đứng đầu của ba tổ chức cựu binh Nga đã gửi lên ông Putin để thúc ông hủy sự kiện này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hứa hẹn là lời thỉnh nguyện cầu này sẽ được xem xét. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc vẫn còn giấu thông tin về virus Vũ Hán. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng Trung Quốc vẫn còn đang che giấu các thông tin liên quan đến dịch virus Vũ Hán vốn cần thiết cho phản ứng của toàn cầu. Lẽ ra phía Trung Quốc đã có thể minh bạch sớm hơn và chia sẻ dữ liệu hơn. Khi đó, chúng ta sẽ có được sự hiểu biết tốt hơn về virus Vũ Hán này và tìm cách xử lý nó, ông Esper nói trên đài Fox News. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh thậm chí đến hôm nay chúng ta vẫn thấy họ che giấu các thông tin. Do đó tôi nghĩ chúng ta cần làm nhiều hơn nữa và tiếp tục ép họ phải chia sẻ thông tin. G20 đồng ý đình nợ cho các nước nghèo nhất. Ngày 15 tháng 4, nhóm các quốc gia phát triển và mới nổi hàng đầu của thế giới G20 tuyên bố đồng ý với sáng kiến cho các quốc gia nghèo nhất thế giới tạm ngừng trả nợ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 cho đến cuối năm trong bối cảnh những quốc gia này đang chật vật ứng phó với virus Vũ Hán, theo hãng tin Reuters. G20 cũng lặp lại cam kết triển khai tất cả các công cụ chính sách sẵn có để đối phó với khủng hoảng y tế, kinh tế do virus Vũ Hán gây ra. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank trước đó cũng đã có kêu gọi chính phủ các nước lùi thời hạn trả nợ 6 tháng cho các quốc gia nghèo đang cần hỗ trợ nhất hiện nay. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.